Đồng chí, cho tôi gặp chỉ huy đơn vị. Nguyễn Quang Hưng, 35 tuổi, biệt danh là Hưng Cầu Trì, đã có tiền án cố ý gây thương tích, mới làm bảo kê cho trường một thời gian, vừa thụ án ở trại Thanh Đa. Nguyễn Quang Hưng, Hưng Cầu Trì à? Anh biết à? Hưng Cầu Trì chết trong tù rồi mà. Anh trai anh là quản giáo của trại giam Thanh Đa, người trực tiếp quản lý Hưng. Anh nhớ có một đêm anh ấy từ chối nhận cuộc gọi, đang cấp cứu một tù nhân bị nhồi máu cơ tim tên là Hưng. Tới sáng thì Hưng không qua khỏi. Người này có án cố ý gây thương tích, đánh người bằng tay không đến mức nạn nhân bị bại liệt. Các đơn vị chuẩn bị xuất phát. Đối tượng chỉ xuất hiện một mình, rất có thể là hắn sắp hành động. Các đơn vị vào vị trí. Cậu ta đâu? Báo cáo, đang đi cùng 7 ạ. Tao còn nhiều tiền đâu. Tao sẽ cho mày gấp 10 lần. Cứ điều thoải mái đi. Mày bán ạ? À? Mày điên nhỉ? Tao cũng ngu đâu mà buôn mấy cái thứ đấy chỗ làm ăn. Tức là mày có mà. Tao cũng nghĩ để dùng nó. Anh tên gì? Tôi thuộc đơn vị đặc biệt. À vâng. Chúng tôi vừa nhận được lệnh và hành động theo sự chỉ đạo của anh. Tôi? Vâng. Cả đội chúng tôi đã chia xe làm hai hướng và đang chờ sự chỉ huy của anh. Tôi hiểu rồi. Tất cả rẽ trái. Chuẩn bị vào vị trí. Báo cáo, đối tượng không có trong xe. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Khép chặt vòng vây, mở rộng phạm vi truy lùng, khám xét thật kỹ xe của đối tượng. Anh ạ, đối tượng đã bỏ lại xe, hiện đang không biết chạy hướng nào. Cho một nhóm chặn bìa rừng bên kia, một nhóm khép chặt vòng vây bên này, còn lại theo tôi. Rõ.